Để chuẩn bị cho năm học mới, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã trình Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phương án và kế hoạch thời gian năm học 2021-2022. Theo đó, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh thống kê, hiện nay Thành phố Hồ Chí Minh có 249 trường học được trưng dụng làm khu cách ly, 453 trường hỗ trợ hoạt động xét nghiệm tiêm vaccine, có 1.960 giáo viên và 5.898 học sinh thuộc diện F0, F1. Do thực hiện giãn cách trong phòng chống dịch nên việc chuẩn bị cho năm học mới gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, Sở Giáo dục Đào tạo đề xuất Thành phố Hồ Chí Minh không tổ chức tụ trường khai giảng. Các trường sẽ bắt đầu tổ chức dạy học trên môi trường Internet với thời điểm như sau. Các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông sẽ tổ chức hướng dẫn học sinh kỹ năng, phương pháp học trên Internet và củng cố kiến thức từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 9. Từ ngày 6 tháng 9 sẽ bắt đầu giảng dạy theo chương trình năm học mới. Ở bậc tiểu học, các trường sẽ tổ chức lớp hướng dẫn kỹ năng, phương pháp học tập trên Internet và củng cố kiến thức từ ngày 8 đến ngày 19 tháng 9. Từ ngày 20 tháng 9 thực hiện giảng dạy theo chương trình năm học. Riêng các trường mầm non sẽ khai giảng chậm hơn khi tình hình dịch được kiểm soát, học sinh có thể đến trường. Ngoài ra, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất 3 phương án tổ chức dạy và học căn cứ vào tình hình diễn biến dịch cho từng giai đoạn. Các trường có thể dạy trực tuyến từ 4 đến 6 tuần, hoặc từ 6 đến 10 tuần, hoặc hết học kỳ 1.